Thì cục máy cuối 99 bước sang 2000 ha. Đó, thì cũng mới về đây nha. Đây, mua thêm bình xăng nữa nha em. Đó, bình xăng là mã là 7CAA NH04 ha. Bình xăng là rất đẹp nha em. Đó, bây giờ là kiểm tra trước. Đó. Thì thùng này nó có gách thì đây em sẽ thay lại nha, không cho nước vô ha. Đó, thì ở đây thì cái đuôi cá nha em. Cái cục máy thì nằm trong thùng nè. Em chai đóng kỹ rất là tốt ha. Đó, bây giờ là tiến hành đem ra ngoài. Đó, mình coi kiểm tra và sẽ báo với khách tỉnh nhà nha nè. Đúng 12/10 ha, không nước bể ha. Sình đất là nó rất là dơ nha nè. Đây hai con ốc nè ha. Hai con ốc thì không đúng cũng có thấy có tà đầu ha. Nói chung thì mua ở trên xe làm sao thì người ta bán đưa vậy nè. Còn ví dụ đẹp hay xấu gì do mình ha. Đó, thêm tiền này vô mình sẽ thay ốc đẹp hơn nha nè. Đó, nói chung thì không có cái gì mà hoàn thiện hết. Đó, bây giờ thì cũng đã khui ra ha. Đó, thì kiểm tra nha nè. Đó, kiểm tra thì em đã thấy đúng chuẩn zin rồi nha. Đó, gon lốc lửa ha, đầu lòng ở tăng đa nè ha, ốc đầu bò nè ha. Ốc đầu bò thì không có dấu nha nè. Đầu thì TH4, lòng thì lòng K 108 cm khối nè, nó chữ nhỏ KFL-2 nè, là cuối 99 bước sang 2000 ha. Đó, thì nó còn dướng cái nắp cò là hai cái nắp cò số 8 ha. Nó chỉ bị ốc đầu chỗ này mớp nhẹ ha, dưới đây chút xíu nha. Nói chung cái này thì không quan trọng nha nè. Với ốc co xăng nè, ốc co xăng cũng có dấu nè, nói chung không quan trọng, quan trọng vào cái phần cục máy thôi. Tại hai mươi mấy năm mà mình phải chịu thôi nha nè. Đó. Nắp nồi nè. Nắp nồi này em nghĩ là nó zin nhưng mà bỏ đi anh em ơi, quá trời hư rồi ha. Đó, gon xanh lè xanh lét luôn ha. Đó, cụ đề đúng là đuôi cá thì quá chị dơ. Quá đẹp anh em ơi, cỡ dây này chơi nó mới sướng nha anh em. Đó, thôi bây giờ là mời nè tất cả anh chị em là theo chân em đi vệ sinh cái phần cục máy này nha nè. Đó, gon cổ bồ nè anh em thấy không, đa số là 10 chiếc, đủ 10 chiếc đều gon lô hết nha nè. Đây sẽ em sẽ thay lại gon zin cho anh em ha. Mến chào tất cả anh em gần xa đang xem kênh Phục Tùng Gã Xe của Nguyễn Hùng Vĩnh Long. Ngày mới là kính chúc tất cả anh chị em là thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đó, hồi chiều hôm qua thì em cũng đã đi giao một chiếc xe ở trên Sài Gòn ha. Bây giờ là về là tiến hành chuẩn bị tới chiếc xe đỏ nha anh em. Còn chiếc xe này xanh thì đang chờ đầu sơn ha. Đây cục máy của anh trai ha. Hồi lúc mà bung cục máy ra mua chiếc xe, bung cục máy ra nhìn thấy cái hết hồn luôn. Đó, anh em xem cái clip mà phần kiểm tra cục máy anh em cũng biết rồi ha. Đó, bây giờ là mua luôn nguyên cục máy bích cuối 99 bước sang 2000 ha. Thì bây giờ đã rửa vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đó, ốc đầu bò nè anh em coi nè. Đó, chưa có một phần có dấu luôn nha anh em. Đó, bây giờ phải bung nha anh em, bung đầu lòng dính liền với nhau, rồi bung nắp nồi nắp lửa đem đi sơn lại ha, với bung ngược nha anh em. Thì anh em có xem những cái clip mà em bung ngược cái cục máy bích á, thì em sẽ lấy cái lốc số này em sẽ gửi trả cho cái chủ bán xe ha. Đó, còn cái lốc số của anh trai của chiếc xe này đây. Đó, cái lốc số của anh trai của chiếc xe đỏ ha, nguyên chiếc đỏ. Đó, thì cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi ha. Đó, và thay hai cái bạc đạn nha nè, thay hai bạn xé bịch thái ha. Đây đó, lốc số nè, lốc số là cực kỳ đẹp nha nè. Đó, 0006384 ha. Mở chiếc thắng đĩa nè, chiếc thắng đĩa đầu cây 3 số 099 nè ha. Đó, bây giờ là mời tất cả anh chị em và anh trai ở Vĩnh Long ha. Đó, theo chân em đi gã cục máy này nha. Cực kỳ đẹp nha nè. Qua lăng quá whip nè nè, đá 99 ha. Đó, nhìn cái cốt có chỗ tán qua lăng nè. Đó, chưa một lần mở nha nè.
qua lăng này, 99 nè, ổ đằng đề cực kỳ vip này ha. Đúng đúng đồng tiền bát gạo thiệt ha. Bích nhìn phê thật nha anh em. Đó. Đó, bánh lòng còn zin luôn nè. Mấy năm mòn hết trơn rồi vậy nè. Giá bê tông như cây kiếm luôn nha nè. Đó, bây giờ em chỉ hé ra thôi. Hé cái ắc này ra. Đó, và lấy ra nha nè. Đó, không có rút giá bê tông ra nha. Bộ nọt quá đẹp anh em ơi. Đúng số anh trai này lại hên nữa nha. Anh trai đúng hên nha anh trai. Trời ơi quá trời quá đời quá đất quýp. Nè cặp nhông hú này như cây kiếm. Sới sọc mà. Đó. Anh em mua máy bích là phải cỡ này nè. Đó. Chơi nó mới sướng nha anh em. Cái độ gơ tay dơ nè. Trời ơi trời, phải nói là dùng lực để gơ nha anh em. Dùng cực.
á, gán gỡ mà không có cứu được cái lốc nồi ha, nó gon lốc nồi bung tiêu rồi, ổn cực kỳ vip nha nè. Bộ nồi là hết chỗ che đâu hết trơn á. Trời ơi trời, đúng là đúng đồng tiền bát gạo nha. Đó, anh em chơi vòng quay thái cho 10 quan trọng chủ lực cái cục máy nhất nha anh em. Đó, tìm cái người mà mua bán tin tưởng ha và chơi. Cái này là cục máy này là em mua giùm khách nha. Đó, mua giùm khách cục máy, giá cục máy nói chung là không có rẻ đâu nha anh em. Đó, nhưng mà hên cái bung ga mà nói vậy là anh em hiểu rồi. Đó, chủ xe nói chung là quá mừng ha. Giờ tiến hành gã ngược cái lốc số nha nè, để trả cho anh trai ha. Đó, bộ số là cực kỳ vip luôn em ơi, không mẻ nhông nào luôn nha. Đó, dên thì nói chung là KFL nè, trừ KML 8 chấm ha, độ gơ cực kỳ vip nha em. Nói chung máy mà máy bích mà trên 23 năm tầm này nói chung đâu phải dễ tìm nè. Số cực kỳ vip, không mẻ trong nào ha. Cũng tới vệ sinh và cạo gòn nha nè. Còn cái lóc số này thì đi trả cho chủ nha nè, chủ để bán 3 món ha. Bây giờ là tiến hành vệ sinh những cái nhớt dơ trong đây nha nè. Cái máy trong đây thì nói chung anh em lấy bông gòn á, lấy bông gòn anh em thấm từ từ chùi là nó hết ha. Còn những cái kẻ này á thì đây em sẽ xài cái bông tăm này nha. Đây nè, anh em thấy nhớ cái dơ nè. Đó, anh em thấy không? Đó, và làm thôi. Tại trong máy là thà làm một lần cho nó đáng nha anh em. Đó. À, có dơ nè ha. Đó, hoặc anh em lấy xăng á, xăng này thấm vô cho nó ướt. Ở đây mấy cái máy cọp này kỹ lắm nha nè. Xong rồi cậu cạo gòn nha nè. Đó, còn mấy cái này sẽ lao lại. Cái này là không bung ha, để ập miếng gòn vô và gáp thôi. Đó, bây giờ là tiến hành bung ra nha nè. Đó, anh em thấy không? Xúc bắp thì N5 nè ha, anh em thấy không? Đó, N5 nè. Đó, xúc bắp đúng viên 99 nha, nhưng mà mình phải vệ sinh cạo khối nha. Trên 23 năm nha nè. Cam cò thì cực kỳ vip nha nè. Đó, gòn ghi lát bắt buộc là phải thay ha. Đó, lòng thì mình cũng vệ sinh lại nha nè. Đó, bây giờ là tiến hành vệ sinh nha nè. Đây, cái bụng giữa của anh trai ở Vĩnh Long ha. Cái lốc không xe 99 nó không có cái găng ngay đây nha nè. Đó, cái găng đây nó không có phan ha, còn cái lỗ này thì có rồi nha nè. Đó, anh em nhìn cái lỗ ngay đây nè. Bây giờ em sẽ đi bích lại nha nè. Đó, nó tùy theo đời có đời không nha nè. Đó, em sẽ đi bích lại. Đó, hàng nhôm ở trong đây nó sẽ bích lại nha nè, y chang nhưng mà cái cục máy của anh trai ở trên Củ Chi vừa cũng mới làm vừa rồi á. Đó, xử lý con ốc nè. Cục máy này cục máy 99 à, ở bên lốc số để trả gì à, nó có cái lỗ để bắt nha nè. À, nó có cái lỗ này nhưng mà nó không phan xiên ha. À, thì đặc biệt á, thì ở đây á, cái lốc bơm nhất rời ở chỗ này á, thì nó có nè, nó có nhưng mà nó không có gian găng, thì em sẽ bít cái lỗ này. À, như mấy cục máy trước anh em xem cũng biết rồi ha. À, em đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi nè. À, cạo gòn thì anh em nhìn cũng biết rồi. À, cái lốc số này á, là chủ xe đó nó có bung ra một lần rồi nha anh em. Đó, nhưng đến với em thì em sẽ làm kỹ chỉnh chu lại cho anh trai ha. Đây, ốc nền mái cực kỳ đẹp nha. Đó, không có cái tuôn găng nào hết nha anh em. Đó. Đó, bây giờ thì tiến hành vô bạc đạn nha anh em. Vô bạc đạn với vô những cái cần tăng ống sáo ha. Bây giờ là tiến hành vô bạc đạn thái nha anh em. Đó, Made in Taiwan nhưng ở trong đây là TNTN nha. Chỉ có thay hai bên bạc đạn số thôi nha em. Đó, lốc số ha. Đây,
6203 và 6001 nha anh em. Đó, cho máy nó im. Bây giờ là tiến hành khò lửa nha anh em. Gòn là gòn niêu thái nha anh em. Đó, gòn niêu thái ha. Đát cũ nha anh em. Đây. À, chữ H dạ quang nó chẳng còn nữa, thấy không? Gòn này hàng xanh nha anh em. Cực kỳ dày. Tiến hành bây giờ phải khò ngay chỗ bật đạn, chỗ dơ này nha nè, để cho vô với cái này ha. Đó thì hai cái bật đạn thì cũng đã làm xong rồi nè. Đó, vô rất là nhẹ, rất là êm ái nha nè. Tì trung gian nha em, xe bịch thái ha, bánh này rất quan trọng nha nè. Đó, nó còn về cui á, mấy cái bánh theo xe thì hai mươi mấy năm nó cũ hết rồi, xài bánh mới cho whip nha nè. Tới vô cái lồng nha em, xài thì xài con zin nha em. Đây, trước khi ráp mình sẽ rửa miếng đồ nha. Đây cái lồng lúc mà tháo cái cục máy bít ra ha, giữ lại con viên cho khách và mình xài lợi nha nè. Đó, thì đây em sẽ chùi nhớt để mình dán keo nhẹ lên nha nè. Đó, cái gòn này nó vip lắm ha. Đó, đặc biệt trái bít tông này em không lấy ra nha anh em, để y thinh ở trên ớt tân đa làm sao thì em sẽ gáp y chang vậy ha.
Đây xin cam Thái nha anh em. Đó, xin cam Thái. Bánh lòng Sun nha anh em. Đó, bánh lòng Sun. Tới gòn kỳ lát tồn nha anh em. Đó, tồn đắt cao ha. Đây. Thì em cũng đã vệ sinh xong rồi ha anh em thấy không, đó xúc bắp cây xăng nè, N5 nè, đó cây lửa là F6 nè. Nói chung cái đầu bò này xúc bắp cây xăng với cây lửa nó kín nha anh em, công nhận đầu bò TH nhìn nó phê nha. Đó thì anh em nhìn cái lúc mà em vệ sinh cục máy lúc trước bây giờ nó khác nhau ha, em giữ lại lớp nhôm zin nha anh em. Đó rửa, nói chung là rửa quá chất đó. Đó xúc bắp nè anh em thấy không, nói chung đầu bò này là cực kỳ đẹp ha. Giờ là tiến hành em sẽ vô nha anh em. Đó, ốc thì cũng đã gam lại rồi ha. À, anh em nhìn cái chảo zin cực kỳ đẹp ha. Cây cam thì miễn bài nha anh em. Đó, cây cam em chỉ rửa dầu nữa thôi. Đó, mã số là 65 nha. Đó, 65. Đó, NTN thì nó đóng máy trong nè. Đó, thường thường nó đóng máy ngoài ha. Cái đó không quan trọng, còn mặt đạn zin là ok ha. Đó. Cặp cò thì thôi là sát thủ nha anh em. Đó, cặp cò sát thủ. Mã là 62. Cây bên đây là 81 ha. 81. Rồi, bây giờ tiến hành vô nha anh em. Trước tiên phải cho một miếng nhớt nha anh em. Đó. Cho nó trơn chu nha anh em. Rất là im anh em ơi. Cái anh trai mua được cái cục máy này, nó công nhận nó là hên nha anh em. Nó hên. Cái vỏ đầu bò này, đó, nó vô chỗ bạc đạn ra, bạc đạn cam này nè. Anh em nghĩ đi, nó rất là bót này nha. Anh em thấy không, nó rất là bót. Thấy không, cái khu vực này nè, nó rất là bót. Nó ăn liền với cái chỗ bạc đạn cam này nè. Đó, nó rất là bót ha. Vô nó đã thì anh em ơi. Nó bót cái bạc đạn nhìn nó phê lắm. Đây, mắt kính này ha. Đó. Chó xả. Thường thường cây lửa nha nè, cây lửa nó ăn không có hết nha nè. Cây lửa nè, thường thường nó ăn không hết ha. Hai cái ắc này nó còn rất ngon nha nè. Vô rất là bót nha. Cây này là cây xăng nha anh em. Rồi, thế là xong cái đầu bò. Ha. Đó, cái ghiền cái nắp cánh bướm này nha anh em. Đây anh em xem thấy rõ luôn rồi, ha. Cái này em cái này không có thai nha anh em, không có thai nó còn xài được ha. Đó, em không có thai, em để xài lại luôn nha. Ốc thì theo xe này, gam lại nè anh em thấy không. Đó. Vậy
dặn hơi hơi thôi, hồi lên xe mình sẽ lên cục máy mình sẽ siết lại cho kỹ. Vậy đó chứ một hồi ví dụ mình sẽ canh tăng lại, mình sẽ chỉnh cò nhẹ nha, bao đẹp cho anh em nha. Đây còn hai nắp su bắp nè, đó hai nắp zin nha em. Hai nắp zin nhưng mà gòn nó chai rồi, đó. Hồi cũ á. Đây, hồi cũ nó rất là dơ ha. Bây giờ nắp nào đẹp mình sẽ đưa lên trên ha, còn nắp nào mà có dấu cạnh nhiều á mình sẽ đưa xuống dưới nha nè. Đồ bò này nha em. Chảo cực kỳ đẹp ha. Tay gòn 4 lỗ nha nè, tòm của thằng Việt Nam ha, đát 205 nha nè. Đây ha, đó lá cờ đàng hoàng nha nè, đó đó đã siết xong anh em thấy không, đó ốc nè. Giờ là tiến hành vô Ford ha, với ông Sáu đồ này này nọ các kiểu ha. Đây ông Sáu zin nha nè, lò xo zin của bên cục máy 99 kia sàn qua ha. Đó. Cho miếng nhớt vô nha nè. Ở đây là đồ zin hết cho anh em, cái nào hư là thay ha. Những con ốc nào đẹp á thì để dành đi gam lại xài nha anh em, còn ốc nào xấu á thì mình sẽ thay con ốc mới khác nha anh em. Ở riêng mắp chạy nắp chặn nhớt này không có thay Ford gì hết trên nha em, ở trên bên cục máy kia nó không chạy nhớt thì qua đây á, thì mình không thay luôn. Đó, nắp zin ha, gòn zin nè ha, đó, Ford là Ford zin luôn. Đây chỉ chét keo thôi nha nè. Đó, hai cái zin nè, đó, hai zin. Trên đây một cái nữa ha. Đó. Đây em sẽ chét keo nha nè, đó, chét keo. Ford của cái vô đạp này nha nè, Ford vô đạp, cài Ford Việt Nam được rồi anh em ơi, có mấy chục ngàn thôi nha. Ở trong đây nó có mỡ bò hết rồi nha nè, Ford trong kéo nha nè, đây, cũng Ford Việt Nam được rồi nha nè, Ford Việt Nam ha, đây. Còn ốc xả nhớt nha nè, ốc xả nhớt nè, em sẽ thay mới luôn nha nè. Đây sẽ bị thái luôn nha nè, tại con ốc mà lúc cũ á nó bị tà đầu rồi nha nè, với miếng lông đền ha, miếng lông đền nhôm, ốc mới nha, nó sẽ bị thay. Chỉnh cho miếng lông đền nó ngay lại nha nè. Đó anh em thấy cú đề thang zin không? Đó. Bây giờ là vệ sinh ha, tha vô mở nha anh em. Đó, và thay thang đề đúng quay thái cho 10 ha.
Cụ đề 99 nè đó. Giờ vệ sinh như nè, nó dơ lắm nha nè. Kế tiếp em sẽ vô cái thang đề nha em, và vô mỏ bò ha. Ở chuyện qua thì cũng đã đi vệ sinh sẵn hết rồi ha. Đây, cụ đề cực kỳ đẹp nha nè. Đó, đá 99 à. Đích đề cũng đẹp luôn nha nè. Đó, đích đề đẹp luôn. Lỗi đề cũng đẹp luôn nha nè, cực kỳ vip nha. Đó. Cái từ trường rất là dày nha nè. Đó. Thì những cái ốc thì đem ram sẵn ha. Đó, quan trọng cái đế nhựa nè, đế nhựa này mà lô một cái là chỉ gắn thang lô thôi. Đế nhựa này đế nhựa zin nha. Rồi, cái nhông đề 2 tầng zin 110 ha. Đó, đem sẽ thay thang 110 nha nè, thay thang của thằng phu chờ 1 á. Thang bằng luôn với cái học ha. Đó, thang cũ thì anh em cũng thấy rồi nè. Đó. Nó tới cái lỗ đồng rồi ha. Đó, bây giờ là tiến hành vô nha nè. Tiến hành vô. Lò xo zin, nói chung cụ đề này zin tất tần tật hết, không có nào lô hết nha nè. Đó, lò xo cũng zin luôn rồi. Đó, bây giờ là tiến hành vô nha nè. Đó, đây em đã tha keo hết nha nè, để nước nó đựng vô ngoài chỗ bắt ốc dây đề nha nè. Thang to luôn nha nè. Đó. Đó, anh em xem thang đề nè. Đó, đầy học luôn nha nè. Đó. Vậy nên mới không có phá cái đầu lam nha nè. Đó, ốc ở trong này là ốc zin, gam zin hết nha. Đó, chỉ mấy ốc ngoài mới gam lợi thôi nha. Tại ốc ngoài thì nó va chạm với theo năm tháng đình xình đất thì nó xét ha. Đó. Sạch sẽ len ken nha nha anh em. Đó. Cục này bao lên xe máy cho anh em ha. Tới bình xăng con nha anh em. Đó, bình xăng con thì cái gon thì anh em cũng biết rồi, hai mấy năm gon này nó cứng ngắt rồi nha anh em. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gon nắp xăng nha anh em. Đây đó, thì em sẽ thay lại luôn nha nè. Đó, thay lại sẵn đây có hết nha nè. Đó nè, hàng Thái nè ha. À, cái này thì lò xo với cái ga thồn nè ha. À, nắp gon nắp xăng nè ha. Đó, bây giờ là tiến hành thay vô nha nè. À, chai hết rồi. Bình xăng của anh nha, anh trai cực kỳ đẹp nha anh trai. Đó, làm ở bình xăng đây là làm cái chỗ cái phao này nè, nó không cho chảy xăng dư nha. Đó, bình xăng rất đẹp, vít lơ chính, vít lơ phụ đẹp ha, với bồn tù chưa có xử lý nha nè. Đó, bồn tù còn zin nguyên bản ha. Đó, bây giờ là tiến hành thay nha nè. Đó, kế tiếp là vô sinh đề nha anh em. Đó, sinh đề với cái nhông ha. Đó, cái nhông này là nhông theo xe nha anh em, theo xe ha, không Ford thì còn zin, không có thai nha anh em. Đó, sinh đề thì nói chung là giờ xài mới thì cho biết anh em ơi. Đó, có mấy chục ngàn thôi, hai mấy năm mà cái gì mà không hư nè. Đây sẵn thai mới luôn, hàng zin Việt Nam nha anh em. Đó, cho nó ôm ha. Đây. Đó. Kế tiếp hai sùng đề anh em. Đó, hai sùng đề. Quay cái số 4 ra ngoài nha anh em. Đó, quay số 4 ra ngoài. Đó, bên đây cũng vậy nè. Xài cho đề cho nó ngon ha. Còn sinh đề cũ thì anh em cũng biết rồi. Qua lăng nè anh em thấy không, đạn đề rất là ok ha. Nhưng em sẽ vệ sinh lại nha anh em. Đó, vệ sinh sạch sẽ và cho vô mỏ bò ha. Đó, lên luôn cho cọng dây hơi máy nha anh em, đúng chuẩn quay thái cho 10 nè ha, 5 nhân 345 nè ha.
Lên luôn cái bogie ha. Bogie hàng nhập Thái nha anh em. Đó, C7. Bogie này nói chung là xài cực kỳ ngon nha. Đây. NGK nha anh em. Cho vô luôn. Đó, lên cho hai lông đền que ha. Chèo cột máy nha anh em. Cái áp xe kiểu này chết à. Anh em thấy không nè. Em dùng ha, cái chân ở dưới em chịu nè ha. Ở đây em chim vô nè, nãy nó không ra cái cốt sau luôn nè, anh em nghĩ không? Đó, anh em nghĩ nó bị gì? Thường thường mấy cái tình trạng này á là dính cái con của cái bạc đạn nha anh em. Con của cái đùm á nè, không ra luôn nè, anh em thấy không? Bát alpha nữa nè, anh em thấy không? Nói chung xe này ốc alpha với ốc mới nhiều nhất nha anh em. Mà tại xe này anh trai anh không có làm cái dàn chân nên thì mình góp ý thôi ha. Đó, góp ý thôi. Ảnh kêu thay 4 thùng đùm. Thùng này thùng đùm zin nha anh em. Đó, nhưng mà vậy sao mà xài. Đó. Em sẽ thay thùng đùm Thái nha. Đó, Martin Thái Lan. Thêm 4 nữa nè. Đó. Toàn là ốc anh pha không. Xe quay Thái 110 mua 30 mấy triệu. Đó, anh em nghĩ đi dọn sẵn. Nói chung mà dọn cũng phải kiếm ốc theo xe thì làm gì cho khách ha. Cốt của quay A nha anh em. Cốt quay A nè. Đó. Còn bát tăng sơn nè. Đó, bát tăng sơn thì bát mới nha. Bát mới anh pha. Ốc chịu má đùm nè. Ốc mới luôn nha. Kể cả ốc cạc te luôn. Ốc cạc te ốc mới bây giờ ha. Găng nói chung là hư nè anh em thấy không. Em zoom lên cho anh em xem. Đó, găng hư hết rồi ha. Còn là không dễ chơi nha nè. Đó. Đây anh em thấy cái cụ dĩa không? Nè. Bạc đạn nè. Đó. Lỏng le luôn nha anh em. Nè. Đó. Đó nè thấy không? Đó nè nè nè. Đó. Bạc đạn giống nhít đó thấy không? Nè mặt đạn cụ dĩa nè anh em thấy không? Đó, anh em cầm như vậy nè, anh em lắc là nó sụp xịt vô mấy trong á. Cái lưng thì hơi lỏng nhẹ ha. Cái này thì nói chung á thì cứu được nha anh em. Đó, thì cứu được. Con cốc lô nè, đó coi nè nha. Nè. Đó, không? Đó, lôi cái chốt ở ra ngoài luôn, nghĩ sao mà nó ngon được. Nè, đẩy vô nè. Lôi chốt ra ngoài luôn. Đẩy vô nè, lôi cái chơi cái lỗi ra ngoài luôn. Ôi thua. Đó, mua được hai cái đạn NSK vậy nè. Đó, anh em nào xài nó cũng biết ha. Anh em chuyên gia vệ sinh cũ đề á, đó là bà cũ đề quê Thái cho mình nó xài bạc đạn này không nha nè. À. Bao quyết này gắn bạc đạn bánh nha nè. Đó, lên cho anh trai cặp bố Thái luôn nha. Đó, xe bịch Thái ha. Bố là bao đẹp. Đó, hồi cũ của anh trai là không có con che bụi, lên con che bụi Việt Nam được rồi. Đó, bây giờ là cái càng thắng này là càng thắng mới của anh pha, nó không có hàng tích điện ha. Với hai cái chấm này quá trời to ha. Lên cho xe bịch luôn nha nè. Đó, xe bịch Thái luôn ha. Nhìn bát 110 mới đi không nổi. Đó, nè thấy không? Nó không có cộm lồi ngoài nhiều ha. Đó. Hồi cũ con ốc của anh trai ha nè. Đó. Ốc này bị gỗ rồi nha, bỏ. Đó. Ốc này em tặng cho anh trai nha. Đó. Mặt tiền cũng được thôi chứ cứ chút tiền không à. Đó, hồi cũ cái gòn này á là nó bị gách ha, nó gách lúc mà cái cùi dĩa vô nè, cái cùi dĩa nó vô á, nước nó vô ha. Đó, bây giờ thay cái gòn mới luôn nha nè. Gòn này gòn Việt Nam được rồi ha, mấy chục ngàn thôi, kêu bằng cái Ford số 0 đây, con zin đàng hoàng nha, ở đây không có chơi đồ lô. Cái này là phát sinh làm thêm cho anh trai nha. Đó, cái cùi dĩa 99 nha nè, để cũng lâu rồi. Đó, găng cỏ là bao tắt, bao đẹp luôn nha. Đó, không bị lỏng lưng bạc đạn, mở bò zin còn luôn nè. Cái đá chín chín nè, thấy không?
Đó, mỡ bò zin nè, bao lỏng mặt tạ nghe anh em, còn mướt rượt luôn nha. Đó. Xé bịch thái đàng hoàng nha. Nằm đây ha. Lên luôn cái dĩa nha anh em. Đó, nhông xin dĩa đê đê mặt trời ha, lỗi nhất nha anh em. Nào. Nhông là nhông 15 nha anh em, nhông 15. Nào, nhông 15. Lấy cái bịch lại đựng nhông sinh dĩa cũ anh em ơi. Lỗi nhất bao cho anh em xài, thấy không? Đó. Cái này. Vô cùi dĩa như cây kiếm, thấy không? Nó lên luôn cho cặp bát tăng sên nè anh em thấy không? Nó đá 2000 nè. Này đợt sản xuất đầu tiên ha, nó còn ẩn vàng ha. À cái bát alpha nó em nhìn là biết liền ha. Đó. Này cái góc này nè nha anh em, nó cái góc này nè, nó là alpha, còn 110 nó bầu luôn ha, bầu từ trên dưới luôn. Đó, cốt này là cốt theo xe thôi. Đó, tha mỡ bò hết cho anh trai ha. Đó, lên luôn cái nhựa để sên thái nha anh trai. Đó, sên nằm riêng một bịch ha. Đó, đóng chữ da bằng. Khoe một riêng ha. Đó. Bắt đầu là thay con cốc zin nha anh em, cốc zin Mã Khang của quay thái 110 ha. Đây. Ba bọc lần nha anh em. Đó nè, thấy không? Mở bò zin luôn nha. Đó, chữ Khan nằm trong đây nha anh em. Zoom lên cho anh em xem ha. Đó, chữ Khan đó anh em thấy không? À, cốc lên nè. Đã không? Đó, bây giờ là tiến hành hai con cốc này nha anh em. Con cốc này cốc lô ha. Vô này cho nó whip nha. Hồi cũ á là xài con ốc này của hàng mới bây giờ ha. Đó, không có thun, lấy cái phốt của cái lấy cái phốt đó nè, đó, lấy cái phốt gắn vô. Còn này thì em sẽ làm zin hết nha, chốt gài luôn nè, chốt trẻ nè. Đó anh em thấy không? Nó nằm ngay đây nha anh em. Đó, làm vô cái bát chữ Y này ha. Lên luôn cái thun treo IC nha anh em. Đó, hồi cũ là xài bằng giữ gút. Này là thun thái nha anh em. Đó. Trái xá xị của xe anh trai nè ha. Đó, trái này trái theo xe, thun cũng theo xe đi rồi ngâm rửa ha. Thì anh em thấy thì đa số dây nè, nó găng nó nứt hết nè, đập bắt buộc là thay. Còn dây này là nó thiếu nha anh em. Nè, cái dây mới nè anh em nghĩ nó dài thòn lòn như cầu Sài Gòn ha, nó cắt nè. Để gị cái trái nó về mé bên kia là cái thun ở chỗ này á là nó sẽ giãn ra, nó mau đứt nha anh em. Cái dây này là cũng bỏ luôn nha anh em, dây ngắn nè ha. À dây dài nè ha, nè, anh em nghĩ từ đó cộng dây theo xe cộng dây mới nè, nó dài nè, nó thiếu một khúc nè ha. Đó, còn dây lên boe đó. Thay nha anh em, nó hư là thay nha. Đó, còn nào xài được thì đem tận dụng, còn xài không được bắt buộc phải thay mới nha anh em. Nè, đó, bây giờ là tiến hành thay nha anh em, thấy không? Nè, đó. Cái dây tớp chân trái đằng sau nè. Dây lô nha anh em, đó, dây lô nè. Muốn lấy cũng không ra, đó. Để anh em mình sẽ thay dây zin nha anh em. Dây zin hoặc là xo ha. À, đó. Mình sẽ quấn lại đường dây điện này ha. Và cái cầu chì này nấu trực tiếp luôn à, cái này nguy hiểm lắm ha. Đó, cái này thì em sẽ làm lại cho anh trai nha. Đó, ví dụ dây điện mà nó có chập này nọ thì nó đứt cái cầu chì cũng đỡ, còn này trời ơi làm kiểu này chết rồi, đấu trực tiếp luôn. Rồi giờ tiến hành làm nha. Tháo tới đây ha, thay dây cái được mét ha, chứ làm đồng hồ sẵn làm sao đi đông sao khỉ luôn nha nè. Nó thun nè, nó nở tàn quét hết trơn, ốc xấu rồi ha, sẵn đem ra đi gam lại luôn nha nè. À, con sao khỉ nè anh em nghĩ đi, nó cắt mài chế cái này nè, thun nè, đó thun cái này nghĩ sao xài sao ngon anh em. Đó. Tới cù lè hết thì ốc của linh tinh trên chiếc xe của anh trai ở Vĩnh Long ha. Đó,
không có làm dàn chân, nhưng mà tháo ra làm lặt vặt những cái món đồ kia sẵn đây. Anh trai kêu gam ốc rồi cho đẹp luôn ha. Đó anh em, ốc cũng mới gam dìa nè ha. Đó, vẫn là yên nè. Đó, lò xo trong ngang nè. Đó, sào khỉ nè, cho nó đẹp nha anh em. Đó, giờ bà tiến hành nè, bây giờ sẽ gáp vô nha anh em. Nè, bốn món cọc te theo xe tiễn nè, cho anh em xem. Đúng về thái 110 cho anh em nha, cực kỳ đẹp nha. Nè, đó, đây em hỗ chơi thằng mới nha nè. Đó, bao đẹp ha. Đó, thì nhông sinh dĩa cũng đã vô sẵn hết rồi nè. Đó, này đê mặt trời nha nè, mặt trời lỗi lỗi nhất nha. Đó, nhông thì nhông 15 nha nè, nhông 15 ha. Đó, ốc ha, kẹp đã gam hết nha. Đó, con hồi cũ á, là miếng con này á, trên nó đưa xuống không đúng nha nè. Bây giờ lắp phải đúng zin ha. Ở đây có chim thun hết rồi, để nó cho đừng có sụp xịt ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ốc ở trên đây nó phải có miếng lông đền nha nè. Đó. Đó, hồi cũ ốc không có tha mỡ bò nè anh em, siết bị ra tan nè ha. Đây em sẽ tha mỡ bò hết nha nè. Bất cứ ốc ở đây tha mỡ bò hết, và siết xong em để cái đều có chấm mực nhẹ cái nè ha. Đó, ốc của anh trai nè. Đó, sẵn mình tháo ra mình vệ sinh này nọ, thay là sẵn rồi gam mấy con ốc này chưa. Nói chung không có nhiều ốc chưa, nhưng mà mình gam lại cho nó đẹp nha nè. Đó, ở bên đây cũng vậy nè. Đó, chấm mực hết nè ha. Đó, chấm nhẹ thôi anh em ơi, nhìn nó đẹp ha. Đó, còn cái này thì chừng nào ba miếng nắp gì á thì em sẽ rửa này cho sạch sẽ luôn nha. Ba nắp dợp vô, ba nắp sẽ rửa ha. Đó, con này về tiến hành chuyện qua mua được cái cặp cù bì ha, giờ tiến hành làm ha. Kế tiếp là lên cái bát chữ C nằm đây nha. Hồi cũ cái bát cũ nó bị nứt cái chỗ này nè. Đó, mình muốn cứu lại cho khách thì không được ha, nên nó gãy nha. Giờ thay cái bát này là xé bịch thái nha, màu thái là màu trắng, em sẽ xé bịch đi gam lại nha nè. Tiến hành bây giờ vô cái sọ khỉ nha nè. Đó, hồi cũ thì anh em xem cũng biết ha, bây giờ em sẽ thay 6 cái thùng hàng Việt Nam được rồi. Đó, thì em sẽ thêm 3 cái thùng nữa để mình lúc mà mình xiết nè, để cho nó không có bị hư thùng. Đó, còn con nè, đó em đã thay con zin luôn nha nè. Đó, con zin hàng gã xe nha. Đó, đây một thùng thùng zin em sẽ chế đồ ha. Thì những chiếc xe khác anh em cũng biết rồi. Đó, thì thùng bản lề yên đây cũng vậy nè. Đó, anh em nghĩ đi. Đó, thùng có chịu cái đế yên mà kêu thùng khía nè. Đó, chơi mới cho nó whip ha, để nó đổi cái yên lên nhẹ. Thì anh em nghĩ đi, bất cứ hàng gì xài nó cũng hư hết trơn á, nhưng mà cái nào còn xài được để xài, còn không xài được thì mình sẽ thay nha. Chỉ có mấy chục ngàn một cái thôi. Thùng này thì rẻ nha anh em. Đó, còn thùng thái thì nó mắc. Thì nói chung khách làm xe này á, thì làm tới đâu á, thì khách kêu phong phỏng tiền hết có bao nhiêu. Tại á, khách nó dồn vô chủ lực hết cục máy rồi, nên những bây giờ làm lặt vặt linh tinh cái dàn ngoài á thì không có nhiều tiền hết trơn á. Cục máy là chủ lực nhất ha. Bây giờ tiến hành vô cái sò khỉ nha nè. Thì đồng hồ chiều hôm qua thì cũng đã đi căn chỉnh rồi ha, đưa thợ căn chỉnh là chạy nó không giật nữa. Đó, ốc thì em cũng đã gam lại luôn rồi ha. Đó, đồng hồ 201 nha anh em, 201 ha. Siết lại qua đã chấm mực hết nha anh em. Đó, vô cho cộng dây km thắng đĩa đất cũ nha anh em. Đây, nè anh em thấy không? Đó, này đất cũ nha anh em. Zin đất cũ, còn đất mới cái tem nó khác nha anh em. Đó, còn cái đất mới á, đất mới là cái tem nó giống vậy nè. Đó, cái tem nó giống vậy. Cho cái ốc thùng bờ cổ nha, hồi cũ ốc có tà rồi nha nè. Đó, cho cộng dây 99 hàng xé bịch thái nha nè. Đó, xé bịch thái. Báo số như cây kiếm nha nè. Đây, cái là cái mặt bằng đà thao nè anh em thấy không? Đó, 23 năm rồi mà con này đâu phải dễ tìm nè. Quan trọng cái chốt để gài cái thùng vẫn còn nữa nè ha.
Cái thun này thì do anh em tháo ra tháo vô không kỹ chỗ cái đuôi cá anh em, không kỹ nó gắt ha. Cái này thì em sẽ thay lại cho chỉnh chu ha, như zin nha anh em. Đó, đã thay xong anh em. Nói chung là thun zin ha, lòn vô là cực kỳ mệt nha anh em. Đó. Như vậy nó mới ôm kín được nha anh em. Đó. Quấn bằng keo xịn luôn nha. Đó. Không có gắt nha, gắt là em không chơi đây. Hàng gắt bỏ ra nè. Đó. Em có đủ đồ chơi hết nha anh em. Đó, đều thun zin tiễn chọn hết ha. Bây giờ á, là lên cho anh trai ba con ốc của cái học bình luôn nha. Hồi cũ anh trai gắn ốc này nha. Đó. Ốc này là ốc mới Honda Việt Nam mình nha anh em. Găng nó rất là yếu ha. À. Còn ốc này là ốc theo xe anh em. Đúng của quay thái theo xe ha, là dấu tròn gạch chính giữa nó lớn nha anh em. Nè, ốc này theo xe gam lợi nha anh em. Nè. Đó. Lên cho ba con ha. Đó, ba con và một cái kẹp ở đây ha. Lên cho con long đền ha, Thái Lan, và con tán da băng nha nè. Hồi cũ á, là chủ xe gắn con này là con inox nha, hên là nó không hư găng á. Bây giờ em sẽ lên đúng zin nha. Hồi kẹp ở cũ này á, là kẹp nó bị mục nha nè. À, lên cái kẹp 6 ly zin luôn nha, theo xe whip. Đó, lên cho con ốc nắp bình như luôn anh. Hồi cũ là không có ha. Ốc này xé bịch da băng nha anh em. Còn con long đền này thì theo xe nha. Đây, ốc xé bịch da băng nha. Ốc nó nhìn nó phê lắm nha anh em. Đây. Đó. Mà có đánh dấu XT này ha. Đó, bây giờ là tiến hành ha, lấy mấy hàng cái hàng nha anh em. Hàng lại cầu chì để dắt ngay đây ha, đúng gì. Và em sẽ mua cái hộp đựng cái cầu chì này lại nha anh em. Ở đây tiến hành bây giờ sẽ lên cái chống đứng nha anh em. Đó, chống đứng thì xé bịch thái nè anh em, thấy không? Đó, xé bịch thái, cây này tầm 370-380 cây nha anh em, thì nó trong bịch vậy thôi. Đó, còn thun nè, đó thun đứng nè. Thì những clip trước anh em cũng có xem em gáp xe cũng biết ha, thun chống đứng thái nè. Cái này cốt hàng cốt Việt Nam nha, cốt bọng nha. Đó, còn chốt trẻ cũng Việt Nam, hai này là gam lợi rồi nha. Kể cả lò xo chống đứng thái cũng vậy luôn, lò xo với cái móc nha anh em cũng hàng xé bịch thái, em sẽ đi gam lợi rồi nha, để cho nó chỉnh chu với cái phần giống theo xe ha. Đó, còn anh em nào mà xài hàng thái mà xé bịch thì anh em cũng biết rồi, nó màu trắng nha anh em, nó màu trắng. Đó, nó màu trắng như vậy nè. Đó, còn ở đây thì em gam lại cho nó đẹp nha. Đó, bây giờ là tiến hành vô thun và vô cái cần thắng á. Cần thắng này là cần thắng mới luôn nha anh em. Đó, cần thắng mới thân to, gai 99, chủ xe cũng mua 300 mấy ha. Đó, thì cũng giống như chiếc xe bên này cũng đang lắp nè. Đó, anh em thấy không? Ở đây là em vô tới đâu á là em sẽ quay clip cho khách xem tới đó ha. Đó, được cái gì thì trên xe của anh trai lúc đầu gáp tính tiền sau thì gì anh em nhận xe trang vậy nha. Đó. Rồi bây giờ là tiến hành vô nha anh em. Đã vô thùng zin ha, và đã dán keo lại cho như nhà sản xuất luôn rồi ha. Đó. Nè, keo. Bây giờ tới cái cốt nha anh em, nè cốt bọng ha. Đây. Tha mỏ bò hết cho anh em ha. Đá chanh đi. Ở đây em gáp á, là tất cả ốc em tha mỏ bò hết nha anh em. Đó, để mình dặn cho nó trơn tru ha. Đó, vừa luôn nha anh em. Đó. Kể cả trong cái cốt này luôn, đó, cốt chống đứng luôn nè. Đó. Đó, cái móc cũ này là móc hàng mới nha anh em, hàng mới Alpha ha. Thấy nó khác không? Anh em thấy nó khác không? Nè. Hai cái độ cong nó khác nha anh em. Tới lò xo nha anh em, đây lò xo cũng khác luôn nha. À đây anh em thấy không, nó khác luôn nha.
vô cái này là so không lo bị chạy chống đứng nước sơn ha, chống ngang cũng vậy luôn nha nè. Vô cái tớp nha nè, đó tha mỏ bò này ha, nó gác chân dài nha nè, đó gắn con ở trong đưa ra hết ha, ở ngoài thêm lông đền nữa là không đúng nha. Đúng của theo xe là mé bên dòng sinh dĩa, mé bên cà te nè, là con ở ngoài đưa vô nha nè. Bây giờ em sẽ tháo ra sửa lại cho khách ha. Đó. Thùng chụp dây điện của anh trai ha, cũng gắt rồi nè anh em ơi, đó, hai mấy năm ở này thì cũng có cắt sẵn ha. Bây giờ thay cái chụp theo xe khác cho VIP nha nè, nó đã xong nha anh em. Thùng này nó quan trọng lắm nha. Đó, thùng là thùng viên, hàng gã xe tiện chọn VIP ha. Đó, hồi cũ á, con ốc chỉnh chó đèn này nè ha. Đó, xài cái lông đền này nha nè, lông đền lô nè, nó không đúng ha. Đúng là viên lông đền ga nha nè. Đây, em sẽ tới em thì em sẽ lắp cho đúng nha. Thẳng khách đây kêu coi rồi, đúng chó viên không? Nói chung là chó viên mà đát đát đời đầu á nha nè, anh trai. Đó, chó Sinigen này nè ha. Đó. Mã là AB02 nè ha. Chui thì chui mới nha, bóng thì bóng thái mới nha. Đó, nói chung là ok, hai nhanh nè, hai nhanh mới luôn nha anh em. Đó, nói chung mà chủ dọn xe này cũng còn khúc này còn ok nè. À đây, đây lấy cho. Đó. Bóng mới luôn nha. Nè, bóng zin mới nha. Đó, bóng zin mới. OA23 nè ha. Đó, bóng zin mới. Trước khi lắp á, ở đây em sẽ check keo giấy hai mặt ha, để cho nó im cái đầu đèn nha. Nó lên cho đúng cái cốt gấp nha, ốc cốt gấp là con ốc tán nhỏ nha, cái thân nhỏ nè. Đó, còn hồi cũ là chơi thân chập bá nha nè, bá nè, không đúng ha. Thân ốc này là trên của cái phụ trên nha nè, phụ trên này. Đó. Đó, lên luôn cho cái bộ xả cặn boe nha anh em. Lên cho con ốc ốp dài nè, đó, đúng mắt thì như băng nè, keo xanh này ha. Hồi cũ nó gắn con ốc của nắp như nồi nha nè, không đúng ha. Đây nè anh em nghĩ đi, đó trời ơi bố nè, bố lô nha nè. Đó, thấy chữ đề thay Thái Lan luôn không, ta nít xin mới đúng ha. Đó. Còn bê tông nè. Đó, nó gờ ở đây nó cộm tay hết trơn nè, nó có dấu kìm bấm này ha. Đó, đây nó có nổ luôn nè. Đó, thì bây giờ em sẽ lên cặp bít tông và cặp bố thái nha nè, bố xé bịch thái ha nè. Đó, thung luôn, thung của trong con heo rồi luôn nha nè. Đó, cặp bít tông là chơi cặp bít tông mới ha, mới hãng được rồi. Đó, cặp bít tông mới hãng của Honda được rồi ha. Đó, lần làm lần khó nha nè, để cho nó ngon ha. Đó, đây cặp bố thái hãng nè ha, nó có chữ Nissin nha nè. Đó, Nissin K7 nha. Đó, bốn. Đó, vô bít tông mới tinh luôn nha nè. Đó, hai xin hai bên là bốn cái vô bít tông ha. Giờ tiến hành vô bố nha nè. Đây bố. Đó, lóc thì cũng mới sơn về nha nè, sơn cực kỳ đẹp nha nè. Cái này là sơn tiếp cu lê ha. Đó, đưa chỗ thợ chuyên dàn áo sơn luôn nha nè. Đó, bao đẹp cho anh em. Ốc lửa nè. Đó, bao đẹp ha, đúng đá chân chính nha nè. Đó, này nắp đuôi cá nè, đó nè, thấy không, tại phơi nắng nha, mà bụi với cà phần nữa cầm nó bị ố ha. Bao đẹp nha nè. Vô con jean hai mặt xanh nha em, mặt xanh. Đó, lửa nè, nghe thấy không, KGD ha, chuẩn quê Thái 110 ha. Đó, KGD nằm đây.
đó, lên cho cái ti thâm nhớt và cái gòn luôn nha nè, hàng xe được thái luôn nha. Ở đây có chữ GN5 đây nha. Cho hai cái nút thâm điện nha. Đó, hàng của Việt Nam được rồi. Đây nha. Đó. Và phải có gòn nữa nha nè. Đây cái gòn nè. Đó, cái gòn nè. Đó, cái gòn nha nè. Đưa vô. Đây. Thâm điện ha. Và có cái gòn nữa nha nè. Gòn nó sẽ lòn vô đây. Đó. Em sẽ test tiếng máy cho tất cả anh chị em và anh trai ở Vĩnh Long nghe nè ha. Máy cực kỳ êm nha anh em. Đó, anh trai mua ngay cục máy cực kỳ vip, cực kỳ êm luôn ha. Cuối cùng thì cục máy của xe anh trai Vĩnh Long, cục máy bích ha, đây em sàng lấy lốc số, sàng ngược ra nha anh em. Cuối cùng thì cũng đã xong, ba miếng lốc đi sơn tiếp tu lê, chỗ sơn dàn áo ha. Nói chung cục máy là kỳ phùng địch thủ nha anh em, nói chung cục máy chạy rất mạnh, rất im ha. Đó, thì em sẽ quay chi tiết từ từ cho anh em xem. Tại xe này anh trai mua là đã dọn sẵn rồi nha anh em, dọn sẵn rồi ha, em chỉ làm sơ sơ thôi ha. Đây. Đó, quay cục máy xong rồi em sẽ ghép này nọ vô, dàn áo này nọ vô cho anh trai ha. Đó, cũng đã làm đấu cầu chì này nọ các kiểu lại cho anh trai. Nói chung là chiếc này á, là dọn sơ nhẹ lại một cái đó cho anh trai. Chủ lực là cái cục máy, là cục máy là chủ lực nhất cho anh em đó. Ba miếng lắp sơn cực kỳ đẹp nha em. Đó, giò thắng nè, đó, hồi giò thắng hồi lúc cũ của anh trai á. Gắn á, là sợ nó thấp, đúng rồi. Cái giò này giò mới lúc nào nó cũng phải thấp hơn cái thân zin này nè, zin theo xe. Còn hàng của quay Thái 110 chuẩn á, thì nó sẽ bằng nha em, nó sẽ bằng nhau ha. Vậy là nói chung anh em đạp được rồi nè, đó, đạp rất là chuẩn nha. Đó. Máy bình xăng cực kỳ đẹp nha em. Đó. Rồi clip sàn cục máy của xe anh trai Vĩnh Long tới đây em xin kết thúc nha em. Chúc tất cả chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay và mến kênh phục tùng của em, hãy ủng hộ một like, một đăng ký kênh nha em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dùng của Thái 110 ha. Rồi hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nhé.